biết biến hình thành điện thoại, máy tính bảng, sau Samsung, Huawei và Sony. Một tên tuổi lớn khác trong ngành công nghệ toàn cầu vừa có động thái cho thấy tham vọng của mình tại thị trường các thiết bị sở hữu màn hình gập. Theo đó, IBM vừa được cấp bằng sáng chế về một mẫu đồng hồ thông minh với màn hình có khả năng thay đổi kích thước. So với những mẫu smartwatch phổ biến hiện nay, bằng sáng chế của IBM cho thấy phần màn hình hiển thị của máy dày hơn hẳn thông thường. Lý do của điều này là bởi, có tới 7 tấm nền hiển thị được cất giấu ngay phía dưới đó. Theo Firena, Người dùng mẫu smartwatch do IBM phát triển sẽ có thể tăng kích thước màn hình hiển thị của chiếc smartwatch lên gấp 2, 4 hoặc 8 lần nhờ khả năng gập lại của tấm nền. Do viền màn hình được thiết kế mỏng, khoảng cách giữa các tấm nền chỉ giống như một sợi chỉ. Mỗi tấm nền nhỏ sẽ có kích cỡ 7,62 x 5 cm. Khi mở rộng hết cỡ, màn hình của chiếc smartwatch này sẽ có kích cỡ 30 x 20 cm, tương đương với một chiếc tablet cỡ lớn. Còn khi bốn tấm nền nhỏ được mở ra, nó sẽ tương đương với kích thước màn hình của một chiếc điện thoại di động có thể thấy thiết bị được miêu tả trong bằng sáng chế của ibm khá thú vị tuy vậy do ibm đã rời khỏi mảng sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng rất có thể hãng này sẽ chuyển giao lại bằng sáng chế của mình một khi công nghệ cho phép những thiết bị như vậy có thể sản xuất hàng loạt